Thiện đồ câu Nhật Bản xin chào anh em cần thủ gần xa nha. Hôm nay Thiện sẽ lên lô máy nhỏ, máy câu tôm, máy Ikada, máy lua nhỏ với lại mấy con máy biển với lại rít nha. Thì đơn hàng bên Thiện là đơn hàng cộng 35 ngày tiền ship, thì anh em có nhu cầu thì cứ add Zalo, số điện thoại bên Thiện là 0906 620 370 nha. Thì sẽ lên con những con máy đầu tiên. Đây là số 1. Đây là mấy con máy số 1, số 3, đây còn Shimano nha. Mấy này mấy con nhỏ thôi, câu tôm gì đó. Em thích câu tôm câu gì đó con nhỏ này. Quay bình thường nha, xả cước bình thường nha. Đấy, 1 triệu. Ba con máy nhỏ này thì bán cho anh em là 200 ngàn cộng ship nha. Con này con Daiwa nè. Nói chung Daiwa. Đó. Ba con này đều là tay phải hết nha, ba con máy nhỏ tay phải hết, Daiwa với lại Olympic với lại Shimano, ba 200.000 cộng ship ba con này. Ok, và con tiếp theo là con Ikeda, Ikeda Viking nè, 44 nè, con này của Made in Thái Lan nha, con này tay phải nha, Made in Thái Lan nha, phải Made in Thái Lan nha. Con này để anh em 600.000 cộng ship nha. Còn con này là tay phải. Con này tay phải nhưng mà nó nhìn nó cái đời cổ sao Shimano. Con này cái Shimano Made in Japan mà thiết kế đời cổ sao mà nó quay kiểu này nè. Phải nó quay đằng sau nè đó. Đó. Kiểu này đó. Con này thì để anh em có 50.000 cộng ship thôi nha. Con tiếp theo là con số 6, con số 6 là con Shimano của Malaysia nha. Con này Shimano luôn mấy ngàn của Malaysia nha. Xả cước bình thường nha anh em. Đó, quay. Đó, quay. Đây là chốt, chốt này chốt 1 triệu nè, đó. Con này kêu nè, đó. Con này là 200.000 cộng ship nha. Con số 6. Con số 7, con số 7 là mấy con này là mấy con câu biển nha. Đó. Con này là con Olympic nè. Olympic Made in Japan, con này là Made in Japan Olympic. Con này để cho anh em 120k thôi, máy tay phải nha. Cái này tay phải hết nha, 120k cộng ship nha. Con này là của Midget của Olympic luôn, hãng Olympic luôn nè, này cũng tay phải luôn. Con này thì có cần con lừa nè. Cũng nói chung là mấy con này thì xả với thu thôi, mấy con câu biển này thì xả với thu thôi nha anh em. Không có chức năng gì khác nha, đó. Xả thu thôi, nó hơi dính xước trong đây nè. Đấy, xả với thu bình thường nha, đó. Con này thì để anh em 150 cộng ship nha. Anh em ai muốn xem mình kỹ thì cứ add Zalo mình nha, 0906 620 370 để ngay góc màn hình đó. Rồi tiếp là con fly. Đây con fly. Đây fly. Fly này cũng tay phải nha. Con này cũng của Olympic luôn. Đấy, cái này là 1 triệu nè. Chiều thu. Này, con này vừa thu vừa xả nè. Đây ngoại hình ở đây. Anh em muốn xem mỗi màn hình thì cứ add Zalo nha, thì gửi kỹ nha. Xem kỹ rồi hãng chốt. Không sao cả. Ok, con này của Olympic, con này thì giá là 150 nha, cộng ship nha. Đây là con máy biển luôn. Con này thì giống Ikeda nhưng mà nó là máy biển. Này nó có chiều xả nè, đó. Khóa là 1 triệu nè, còn chiều xả nè. Thu, xả thu đó. Còn này khóa 1 triệu thôi. Thu thôi. Đây, nó đây, hình ở đây. Nó là của Olympic. Con này thì để anh em 200k cộng ship nha. Con này là con số 10, để 200k cộng ship nha anh em. Con số 11. Đây, con này là của Ryobi. Đây, con này của Ryobi. Cũng câu biển luôn. Câu biển câu ngang thì cũng được, câu biển nè. Này xả nè, gặp này là xả nè, đó. Con này, gặp này xả nè, con này quay ra nó đánh này nè, đó. Nó có 1 triệu xả thôi. Con này để cho anh em 200k cộng ship. Anh em chốt cái cái lô nha. Rồi con này là con Shimano, câu biển nha, câu biển. Nói chung là lua cũng được nhưng mà nó nặng quá, luôn. Nên câu biển thôi, cái này cái còn biển thôi. Này có 1 chiều quay nè, và bấm cái này là xả thôi. Quay và xả thôi.
Shimano này để cho anh em 200k cộng ship nha. Con này của Gia Băng nha. Con này của Gia Băng nha anh em. Rồi tiếp theo. Theo con Marine. Marine. Marine, đây Marine. Này xả nha. Cái này có đồng hồ đếm nút nha, đồng đếm cước nha. Đó, quay cước đó. Một chiều xả, một chiều thu chứ, cái này thu, thu nè, xả nè. Đồng hồ đếm cước, con này thì để anh em 230 220k cộng ship. Ok. Tiếp theo là con Daiwa China xuất Nhật. Đây. Đó. Đấy. Con này thì ngoại hình nó xấu. Nói chung là ngoại hình nó xấu, quay thì bình thường nè. Ngoại hình xấu quay trái không phải quay bình thường nha, đổi tay trái phải được nha. Ngoại hình xấu. Con này thì cái này nó hơi bị yếu nè. Đó. Cái này thì ai chơi thì chơi để cho anh em giá rẻ 100 ngàn thôi. Con này tầm 4 ngàn á, có kim loại nha. Ai chơi đường chơi thì để anh em 100 ngàn cộng ship thôi, quay nè, quay bình thường nha. Đó, cứng cứng, đây xả ở đây. Gặp qua đây. Quay hai chiều nha. Đó, nó cứ kêu tạch 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 thì đó. Nói chung là con này thì không có ngon nên để anh em 200 ngàn tập, để anh 100 ngàn cộng chơi thì được gì chơi nha. Ok, tiếp theo là con máy biển. Con này là con Daiwa máy biển. Đây. Đấy, còn này hai chiều nè. Rồi con này, cái này là xả nè. Này là xả nè. Còn là quay nè, xả nè. Còn quay nè. Đó. Con này thì để cho anh em 250 cộng ship nha, con 15. Con đây qua là con 14, còn con này con 15, để anh em 250 cộng ship nha. Anh em chốt thì cứ liên hệ mình nha. Theo là con Daiwa luôn, Daiwa GS30 này. Con này có đồng hồ nha. Con này là cũng xả, là cũng này luôn. Con này cũng câu biển nha, xả ra này luôn. Xả là bấm này xả. Và cái này là hai đây. Như một chiều nè. Con này để được hai chiều nè, đó. Con này để anh em 250 cộng ship nha anh em. Ok. Cái tiếp theo là con máy lua và zip. Đây, con này con Shimano. Shimano của Gia Ba, của Gia Băng nha, của Gia Băng này. Này Shimano của Gia Băng này, xả nè. Quay nè, xả nè. Con này câu lua câu dứt được hết nha, này nó. Con này là xả nhanh nha, cái nút này là nút xả nhanh của nó nha. Thay vì mình bấm kia bấm này xả nhanh nè. Con này xả bình thường của nó này đó. Con này để anh em 600k cộng ship nha. Theo là con cuối cùng. Con cuối cùng là con Brand H. Con này của Korean nha. Con này của Korean nha. Xích nè. Xích Gold nè. Đó. Con này anh em câu lua, câu dít, câu ngâm, ngay ngang gì cũng được. Con này cũng rất khá là khỏe. Kim loại nha, nguyên khối nha. Kim loại nguyên khối nha. Korean nha. Đây. Khá là khỏe. Con này để anh em 900k cộng ship nha. Rồi ai muốn, ai quan tâm hình ảnh gì đó thì cứ đặt Zalo bên Thiện nha, thì sẽ gửi hình ảnh nha, cụ thể nha. Rồi, cảm ơn anh em. Chúc anh em một ngày tốt lành.